Hello. Rồi bây giờ mình sẽ test chiếc xe này thực tế ở ngoài cái khung cảnh này. Các bạn thấy không ạ? Đây là khung cảnh ở quê của Tân ở Việt Nam. Các bạn thấy không ạ? Rất là đẹp. Khung cảnh rất là bình yên luôn các bạn. Các bạn thấy không ạ? Buổi trưa bây giờ là tầm khoảng 2 giờ trưa nên là cái không gian của cái khung cảnh này nó rất là bình yên. Và cái con đường này thì cũng khá là ít người đi. Nên thành ra là mình sẽ quay thực tế ở đây cho các bạn xem nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tự test chiếc xe này chạy qua cái đường địa hình này, coi nó có vượt qua được cái đường địa hình này không. Đấy. Đi qua, đi phải, quay sang. Đấy, đi qua luôn. Đó, các bạn thấy mà bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đó, cận cảnh cái chiếc xe này của mình này. Bây giờ mình sẽ phóng qua cái địa hình cái đường này để xem coi là nó có vượt qua được cái đường này không. Rồi các bạn cùng xem nha. 1 2 3 action. 2 3. Con dê đi trên đê